Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Toto Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn mẫu vòi sen âm tường 3 đường nước có cái mã hiệu như sau. Đầu tiên là van điều chỉnh nhiệt độ là TBV01406B, mini unit TBN01101001B, van điều hướng chuyển hướng là TBV01102B, mini unit TBN01101B. Bát sen gắn tường là TBV01004A, bát sen là TBV01008A, xanh thanh trượt TBV01016B, khúc nối tường TBV01014B, bộ vận xạ bồn là TBG01001B. Đây có nhiều đường nước, có 3 đường nước khác nhau nên chúng ta xem đây thì nó đang được lắp đặt thông qua cái tấm meca. Chúng ta sẽ tưởng tượng ra đây, đây là cái van điều hướng nè, chúng ta sẽ điều chỉnh vào cái vị trí cho một cái tay sen hay xà bồn xà chậu, hay là này có 3 đường nước này có số thứ tự ha. Còn cái vị trí là điều chỉnh nhiệt độ, đây là tay van xà bồn, tay sen một chế độ, bát sen trần, cái này có hai chế độ khác nhau ha. Các khách cần đặt hàng có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip hoặc là vào trang tdm.vn để đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn.